Vệ Quốc Quân xin kính chào quý vị khán giả. Sau các vụ đụng độ quân sự ác liệt diễn ra ở Hà Tuyên và Lạng Sơn vào tháng 5 năm 1981, căng thẳng biên giới Việt Trung đã trở nên tạm lắng đi rất nhiều. Sở dĩ Trung Quốc chịu ngồi xuống bàn đàm phán là vì các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa anh cả Sô Chung của giữa lãnh đạo hai quốc gia đã dần xuất hiện. Trước đó tháng 9 năm 1981, Liên Xô đã gửi một công hàm tới Trung Quốc đề nghị mở lại các cuộc thảo luận về vấn đề biên giới. Thì sang đến tháng 3 năm 1982, Tổng Bí thư Liên Xô Brezhnev đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong một tuyên bố quan trọng ở Tashkent, thủ đô của Uzbekistan. Dưới lãnh đạo Trung Quốc khi đó cũng công khai cách tiếp cận mới đối với Liên Xô tại một cuộc đại hội đảng đầu tháng 9 khi thông báo nối lại các cuộc đàm phán cấp cao thường kỳ. Về phía Việt Nam, tháng 7 năm 1982, Việt Nam thông báo sẽ bắt đầu rút quân một phần khỏi Campuchia đơn phương và vô điều kiện. Và trong tháng 10 năm 1982, Việt Nam cho biết sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc về bình thường hóa quan hệ ở bất cứ cấp độ nào, ở bất cứ địa điểm nào và càng sớm càng tốt. Tưởng chừng mọi thứ sẽ có một cái kết tốt đẹp từ đây. Thế nhưng, cục diện lại bắt đầu trở nên xấu đi khi cũng trong tháng 10 năm 1982, Trung Quốc đã đưa ra một bản kế hoạch bí mật với Liên Xô gồm 5 điểm nhằm giải quyết vấn đề Campuchia. Trong đó, Trung Quốc nêu vấn đề về chiến dịch quân sự của Việt Nam ở Campuchia. Trung Quốc đề nghị Liên Xô phải gây áp lực buộc Việt Nam phải rút quân ra khỏi Campuchia. Coi việc Liên Xô ủng hộ quân đội Việt Nam tại Campuchia là trở ngại lớn nhất cho việc bình thường hóa quan hệ Trung Xô. Liên Xô sau đó đã lập tức phản đối đề nghị này của Trung Quốc và gợi ý thay vào đó rằng Trung Quốc nên tiếp xúc trực tiếp với Việt Nam để giải quyết. Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục gây sức ép với Liên Xô. Bắc Kinh hy vọng sẽ có một phản ứng tích cực của đối phương trước thềm hoặc trong khi diễn ra vòng đàm phán về bình thường hóa quan hệ Sô Chung tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 1983 ở Moscow. Rất rõ ràng, Trung Quốc vẫn muốn duy trì sự tồn tại của Campuchia Dân Chủ, tức đám Khmer Đỏ, để dựa vào đó tạo một thế gọng kìm đe dọa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Việc gây sức ép như vậy làm nhằm bao vây về mặt chính trị lẫn phá hoại kinh tế đối với Việt Nam. Bởi Trung Quốc hiểu rõ sức mạnh quân sự lẫn đầu óc kinh tế của dân tộc Việt Nam không hề thua kém người Trung Hoa. Thực tế đã chứng minh, khi ngày nay Việt Nam đã thành công vươn lên trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất châu Á khi chỉ vừa mới sau 30 năm tái thiết từ chiến tranh. Thế hệ Việt Nam ngày nay có thể cảm thấy tự hào vì vào thời đó, các lãnh đạo Việt Nam đã bất chấp mọi lời đe dọa của Trung Quốc để quyết tâm thực hiện đến cùng chiến dịch truy quét Khmer Đỏ tại Campuchia. Và thực tế, tính đến tháng 3 năm 1983 thì Trung Quốc vẫn còn chiếm giữ đến 89 điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Việc Trung Quốc chiếm đóng các lãnh thổ biên giới làm cho Việt Nam rất căm giận. Giữa hai phía thường xuyên nổ ra rất nhiều loạt trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực đó. Chưa kể, thời điểm khi Việt Nam vừa tuyên bố sẽ rút quân từng phần khỏi Campuchia, thì ngay lập tức, các lực lượng đối lập tăng cường các hoạt động quân sự. Quân Khmer Đỏ liên tục tăng cường hoạt động vũ trang tại các tỉnh Kampot, Takeo, Kampong Cham và Kampong Thong. Sự yếu ớt của quân đội chính phủ Phnom Penh khi đó khiến họ không thể chống đỡ được sự trỗi dậy của Khmer Đỏ. Nên khi tình hình an ninh tại Campuchia dần xấu đi trong năm 1983, Việt Nam buộc phải ngừng việc rút quân khỏi Campuchia. Những điều này sau đó đã trở thành ngòi nổ phá tan hòa khí hai nước. Nhằm trả thù cho thái độ không chịu nghe lời của Việt Nam, tháng 4 năm 1984, pháo binh Trung Quốc lại một lần nữa pháo kích sang biên giới nhằm phản đối cuộc truy quét Khmer Đỏ của quân đội Việt Nam. Cuộc chiến này sau đó đã trở nên dai dẳng, kéo dài cho đến tận tháng 4 năm 1989 mới chấm dứt, tức là gần đúng 5 năm. Trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 4 năm 1984, hơn 60.000 quả pháo được cho là đã bắn sang 16 huyện biên giới Việt Nam. Việt Nam gọi những cuộc nã pháo này là một cuộc chiến phá hoại có ý đồ của Trung Quốc. Và cuộc chiến do Trung Quốc khơi mào giờ đây đã trở thành cuộc xâm lược lãnh thổ. Quân đội Trung Quốc sau đó còn phát động các cuộc tấn công quy mô vào lãnh thổ Việt Nam ở các tỉnh Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hoàng Liên Sơn. Trong đó, quân Trung Quốc tập trung tấn công chủ yếu ở mặt trận Vị Xuyên, biến nơi đây thành điểm giao tranh ác liệt giữa quân đội của hai quốc gia. Việc tấn công vào các tỉnh khác chủ yếu là dùng để nghi binh, chia nhỏ lực lượng quân ta.
Vị Xuyên là một huyện nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Hà Giang, thuộc tỉnh Hà Tuyên khi đó. Sở dĩ Trung Quốc ưu tiên chiếm Vị Xuyên là vì nơi đây có một dải đồi chạy dài từ đông sang tây, với một loạt các hệ thống điểm cao tạo nên thế trận phòng ngự lẫn tiến công liên hoàn. Chiếm được nó thì có thể uy hiếp đến vùng trung tâm thị xã Hà Giang, tạo nên một vùng đệm chia cắt, từ đó có thể đưa quân thọc sâu thêm vào đất liền nước ta. 5 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc mở màn cuộc tấn công vào các điểm cao ở huyện Vị Xuyên bằng bộ binh sau một đợt pháo kích ác liệt. Sư đoàn 40 thuộc quân đoàn 14 của Trung Quốc vượt biên giới theo hướng bờ Tây sông Lô đánh vào. Còn sư đoàn 49 quân Trung Quốc tấn công và đánh chiếm cao điểm 1200 ở phía đông sông Lô. Tổng cộng 12.000 viên đạn pháo đã được Trung Quốc dùng để chi viện tấn công vào các trận địa phòng ngự của ta ở phía tây sông Lô. Các sư đoàn quân chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương Việt Nam tại đây đã liên tục chiến đấu, giành giật từng tấc đất với quân đội Trung Quốc. Từ ngày 28 tháng 4 cho tới 15 tháng 5, các cao điểm 1509, 772, 233, 1200 và 1030 liên tục được hai bên giành giật. Tuy nhiên, do tương quan lực lượng quá chênh lệch, đến hết ngày 30 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc đã chiếm được các điểm cao 1509, 1250, 772, 685, cao điểm 300 đến 400, 226, 233. Trung đoàn 122 sư đoàn 313 của ta bị tổn thất nặng, phải lui xuống các vị trí thấp hơn để tiếp tục chiến đấu. Tới ngày 15 tháng 5 năm 1984, Trung Quốc chiếm thêm một số đồi còn lại ở phía đông sông Lô. Đặc biệt, quân Trung Quốc còn chiếm được ấp Nala và các cao điểm 226, 685 và 468, tạo nên một vùng đồi kéo dài khoảng 2,5 km về phía Việt Nam. Vị trí này được bảo vệ bởi vách đá dựng đứng, có rừng bao phủ và một dòng suối Thanh Thủy ở phía nam, chỉ có thể tiếp cận được bằng cách băng qua khoảng đất trống thung lũng ở phía đông sông Lô. Cũng vì vậy, đối với Trung Quốc, nó rất thuận lợi cho phòng ngự. Còn với Việt Nam, nó tạo thành một mối đe dọa thường trực cho vùng trung tâm thị xã Hà Giang. Cũng trong ngày 15 tháng 5 năm 1984, trên hướng phía đông sông Lô, quân Trung Quốc cũng chiếm được điểm cao 1030 do Trung đoàn 266 Sư đoàn 313 bảo vệ. Để phòng ngự các khu vực chiếm được, Trung Quốc duy trì hai quân đoàn tại khu vực Vị Xuyên, bao gồm 4 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn pháo binh và vài trung đoàn xe tăng. Sư đoàn pháo binh Trung Quốc bố trí tại khu vực này gồm pháo 130mm và lựu pháo 152mm, cũng như hỏa tiễn 40 nòng. Các trung đoàn bộ binh có pháo 85mm và súng cối loại 100D. Trong một số trận đụng độ, Trung Quốc còn đưa cả xe tăng vào giao chiến. Nhìn chung, lợi thế lúc này đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, do các điểm cao đối phương chiếm được đều có địa hình thuận lợi, cộng thêm quân đông và hỏa lực dồi dào. Trước tình hình trên, ngày 20 tháng 5 năm 1984, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ra lệnh củng cố lại các đơn vị, tổ chức chiến đấu ngăn chặn địch, đồng thời từng bước chiếm lại các điểm cao bị chiếm đóng. Chiến dịch giành lại các điểm cao được đặt tên là MB84. Chiến dịch này được giao cho 3 trung đoàn bộ binh chủ lực đảm nhiệm với 3 hướng tấn công chính, lần lượt là Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 tiến công hòng chiếm lại điểm cao 1030 và Si Cà Lá. Tiếp theo là Trung đoàn 174 thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 đánh điểm cao 233 và cao điểm 300-400. Cuối cùng là Trung đoàn 786 thuộc Sư đoàn 356, Quân khu 2 đánh lên đỉnh điểm cao 772, sau đó phát triển sang điểm cao 685. Các đơn vị chiến đấu đều được sự chi viện của đặc công và pháo binh đi theo. Rạng sáng 12 tháng 7 năm 1984, trên cả ba hướng, các đơn vị phía Việt Nam đồng loạt nổ súng tiến công. Hỏa lực của ta nhả đạn dồn dập lên các mục tiêu đã định, tiêu diệt một lượng lớn lực lượng địch. Bộ binh ta tràn lên đánh chiếm các mục tiêu. Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt. Hỏa lực của hai bên bắn vào núi đá, biến chúng thành bụi vôi trắng xóa. Việt Nam và Trung Quốc tranh giành nhau từng mét đất, từng chiến hào, từng mỏm đồi, từng công sự. Đến cuối ngày 12 tháng 7, xác địch chết chất chồng, quân ta cũng tổn thất rất nặng nề. Trong đó, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Đỉnh điểm là tại cao điểm 772 và 685, có hơn 600 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 356 đã vĩnh viễn nằm lại. Thực tế chiến dịch MB84 đã không đạt được kết quả như mong muốn,
bởi phía Việt Nam không thể lấy lại bất kỳ điểm cao nào đã mất, trong khi tổn thất về binh sĩ thì quá lớn. Nên chiều 12 tháng 7 năm 1984, Bộ Tư lệnh Mặt trận phải cho các đơn vị chuyển sang phòng ngự nhằm ngăn Trung Quốc thực hiện mưu đồ vượt qua ngã ba Thanh Thủy để tiến xuống thị xã Hà Giang. Quân Trung Quốc không chỉ có lợi thế về địa hình, mà thật ra do trước đó do đã thất bại quá nhiều trận trước Việt Nam, nên trước khi đánh sang biên giới, Trung Quốc đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Trong đó, họ đã cho làm đường để xe chạy đến sát tận một số chốt điểm cao và trận địa ở biên giới phía đất Trung Quốc. Đặc biệt, tập trung chủ yếu ở ngay hướng vào mặt trận Vị Xuyên. Việc vận tải lương thực, quân số, khí giới vì vậy đều trở nên rất dễ dàng. Ngược lại, phía Việt Nam thì thực tế cho đến tận năm 2000, đường ô tô đi từ Hà Nội lên cửa khẩu Thanh Thủy vẫn còn hết sức vất vả, chứ chưa nói đến năm 1984. Năm đó, đạn pháo lớn còn phải vác từng quả vào nhiều trận địa, chưa kể việc tương quan lực lượng. Trong khi quân Trung Quốc có quân số đông đảo, còn Việt Nam thì phải căng mình cùng lúc cả ở hai mặt trận Campuchia và biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Chênh lệch thế trận quá lớn, đặc biệt là về địa hình, nên chỉ sau gần một ngày giao tranh, quân Trung Quốc đã đẩy lui được các đợt tấn công của quân Việt Nam. Sau thất bại của chiến dịch MB84, quân khu 2 quyết định dùng sư đoàn 313 và 356 mở chiến dịch vây lấn nhằm giành lại điểm cao 685 và 300-400 với cách đánh mới, sử dụng bộ binh kết hợp với đặc công, có hỏa lực pháo binh chi viện mạnh, từng bước bao vây, chia cắt và lấn sát. Ngày 18 tháng 11 năm 1984, pháo binh ta bắt đầu bắn phá hoại vào các điểm cao bị chiếm đóng ở 685 và 300-400. Sau 5 ngày đêm, Trung đoàn 14, Sư đoàn 313 bắt đầu tổ chức đánh lấn điểm cao 300-400. Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 được tăng cường một tiểu đoàn đặc công tiến hành vây lấn điểm cao 685. Sau 2 tháng liên tục chiến đấu, thì từ tháng 11 năm 1984 đến tháng 1 năm 1985, dù gặp rất nhiều khó khăn, các đơn vị của ta đã chiếm lại một số chốt, hình thành thế trận phòng ngự xen kẽ, bám sát ngăn chặn địch ở đồi Chuối, đồi Cô Ích, đồi Đài A4, A21, khu Cót F, khu C và một phần khu E của điểm cao 685. Có những nơi ta chỉ cách địch chưa đầy 15-20 mét, cá biệt có nơi chỉ từ 6-8 mét. Ở đây, cuộc chiến đấu giành giật từng thước đất, từng mỏm đá đã diễn ra rất quyết liệt. Các chốt ở 4 hầm, đồi Cô Ích hay điểm tựa 685 được hai bên liên tục thay nhau phản kích, giành đi giật lại tới 30-40 lần. Kể từ tháng 7 năm 1984 trở đi, mặt trận Vị Xuyên không lúc nào ngơi tiếng súng, hai bên vẫn giành giật nhau từng vị trí trên các cao điểm. Các lực lượng Việt Nam vẫn tổ chức các trận đánh để ngăn Trung Quốc củng cố và mở rộng lực lượng trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể nói, đây chính là cuộc đấu tranh giành giật, một cuộc chiến mà người lính phải đánh đổi bằng xương máu để giữ từng mỏm đá, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Lúc này, trên mặt trận quốc tế, nhằm để phản đối cuộc tấn công vô lý của Trung Quốc vào các tỉnh Việt Nam, trong các ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 1984, Liên Xô đã cảnh cáo Trung Quốc bằng cuộc tập trận trên biển đầu tiên trực tiếp với Việt Nam. Cuộc tập trận diễn ra dưới dạng một cuộc đổ bộ của Hải quân Liên Xô gần cảng Hải Phòng. Trung Quốc cũng mạnh dạn đáp lại bằng việc cử một đội tàu đi qua quần đảo Trường Sa, tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trên đảo Hải Nam. Ngày 5 tháng 5 năm 1984, hai tờ báo lớn nhất của nước Nga là Pravda và Izvestia đều kêu gọi Trung Quốc nên xem xét lại hành động của mình và chấp thuận đề nghị của Việt Nam tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với một quan điểm giải quyết mọi vấn đề trong quan hệ song phương bằng các biện pháp hòa bình. Cuối tháng 6 năm đó, có thông báo rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tiên Kỳ Tham sẽ đến thăm và làm việc tại Moscow. Tại đây, để giải thích về cuộc nã pháo sang Việt Nam vào hồi tháng 4 năm 1984, giới Trung Quốc một lần nữa đổ lỗi cho Việt Nam. Nhưng lần này, trên nhiều tờ báo có dẫn lời các nhà quan sát nước ngoài nhận định rằng hành động này của Trung Quốc chủ yếu là liên quan tới vấn đề Campuchia. Tại mặt trận Tây Nam, bất chấp việc biên giới phía Bắc bị Trung Quốc đe dọa, thì vào cuối năm 1984 đến năm 1985, Việt Nam vẫn huy động khoảng 60.000 quân cho chiến dịch tấn công quyết định nhằm triệt hạ các căn cứ của Khmer Đỏ nằm gần Thái Lan. Tại đây, hàng chục ngàn dân công Campuchia đã tham gia xây đường và mở rộng các sân bay dã chiến
tại khu vực biên giới Thái Cam. Cuối tháng 12 năm 1984, khoảng 1.000 quân Việt Nam đã đánh hạ căn cứ Nong Sa Mét. Tới tháng 1 năm 1985, khoảng 4.000 quân Việt Nam và hơn 30 xe tăng và xe bọc thép hỗ trợ đánh vào căn cứ Ampin của lực lượng mặt trận Nhân dân Giải phóng Quốc gia Campuchia với 5.000 quân phòng ngự và triệt hạ hoàn toàn căn cứ này chỉ sau 36 giờ. Quân Việt Nam và quân Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia cũng mở chiến dịch tấn công căn cứ lớn với gần 10.000 quân Khmer Đỏ đóng giữ tại Phnom Malai, nơi mà họ từng định đánh chiếm năm 1982 nhưng bất thành và đã triệt hạ căn cứ này sau 2 ngày giao tranh. Chiến dịch mùa khô năm 1984 đến năm 1985 là chiến dịch lớn chưa từng có của Việt Nam, kể cả về quy mô, thời gian và mức độ thành công. Nhưng cũng vì vậy mà trong hầu như cả năm 1985 sang tận những tháng đầu năm 1986, các tỉnh biên giới Việt Nam đã trở thành mục tiêu càn quét bởi nhiều đợt pháo kích tăng cường của quân Trung Quốc. Càng tới gần những tháng cuối năm năm 1984 và đầu năm năm 1985, thì các lực lượng Trung Quốc càng mạnh tay và tăng dần tần suất của các cuộc tấn công. Cuộc chiến tại các cao điểm ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên cũng vì thế mà đi đến hồi đỉnh điểm trong năm 1985. Xin kính chào quý vị khán giả. Sau những tuyên bố hùng hồn về một cuộc chiến tranh phản kích tự vệ, một cuộc chiến vì chính nghĩa để chống lại sự khiêu khích của quân đội Việt Nam tại biên giới hai nước, thì chính Bắc Kinh cũng không ngờ được rằng bản thân mình đã rơi vào tầm quan sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Kể từ khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra, nhiều nước anh em trong khối xã hội chủ nghĩa đã không ngần ngại mà lên án chỉ trích Trung Quốc. Trong đó, Liên Xô còn gọi thẳng hành động của Trung Quốc là xâm lược. Những cuộc tranh cãi không hồi kết diễn ra tại Liên Hợp Quốc sau cùng đã làm cho dư luận quốc tế chia làm nhiều phe. Vì lẽ đó mà tình hình chiến sự tại biên giới Việt-Trung sau năm 1979 luôn được các bên theo dõi sát sao. Và điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch chính trị của Trung Quốc tại Việt Nam. Sau trận chiến kéo dài gần một tháng giữa hai nước vào năm 1979, Việt Nam vẫn không hề chùn bước rút quân để củng cố phòng tuyến miền Bắc, mà ngược lại, quân ta tiếp tục căng lực lượng ở cả hai đầu, đẩy mạnh quy mô cuộc truy quét ở Campuchia nhằm vào Khmer Đỏ, bất chấp thời điểm quân Trung Quốc vẫn đang chiếm đóng trái phép 60 km lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Tại một số nơi như khu vực quanh Hữu Nghị Quan gần Lạng Sơn, quân Trung Quốc tuy chiếm đóng các lãnh thổ không có giá trị quân sự nhưng rất có giá trị biểu tượng quan trọng đối với nước ta. Việc tiếp diễn cuộc truy quét Khmer Đỏ tại Campuchia của Việt Nam rất nhanh sau đó đã lại chọc điên Trung Quốc, khiến chính quyền Bắc Kinh bẽ mặt trước các đồng minh Thái Lan, Campuchia Dân Chủ và đặc biệt là với Hoa Kỳ. Tuy là một nước lớn có số má trong khối chủ nghĩa xã hội, thế mà vẫn không uy hiếp được một nước nhỏ hơn gấp mình nhiều lần là Việt Nam. Thậm chí, hành động của Việt Nam còn khiến các quốc gia trong khối chủ nghĩa xã hội coi thường Trung Quốc ra mặt. Trung Quốc luôn muốn Liên Xô nhường lại chiếc ghế lãnh đạo khối cộng sản cho mình. Nhưng việc Trung Quốc không thể ép Việt Nam rút khỏi Campuchia, kể cả khi đã dùng tới một cuộc chiến quy mô lớn, cho thấy vị thế và tiếng nói của Trung Quốc còn kém rất xa so với Liên Xô. Cũng vì vậy mà sau năm 1979, nhằm lấy lại mặt mũi với cộng đồng chính trị gia thế giới, Trung Quốc đã tiếp tục leo thang căng thẳng với Việt Nam. Đặc biệt là kể từ sau năm 1984 trở đi, Bắc Kinh đã chọn Vị Xuyên để làm địa bàn tấn công, chiếm giữ nơi đây nhằm làm bàn đạp uy hiếp Việt Nam, buộc quân đội Việt Nam phải rút khỏi Campuchia. Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, nay là hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, khi đó là một địa bàn hẻo lánh cách xa Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa hơn 300 km. Tại Vị Xuyên chỉ có duy nhất quốc lộ số 2 chạy từ thị xã Hà Giang ra Hà Nội. Sở dĩ Trung Quốc chọn một nơi xa xôi, hẻo lánh như Vị Xuyên để tập trung lực lượng tấn công thay vì đánh ở Lạng Sơn là bởi việc đó sẽ giúp Trung Quốc giấu được bản chất cuộc chiến tranh xâm lược với dư luận trong nước và quốc tế. Nếu đánh ở Lạng Sơn, dư luận sẽ xem xét về hành động của cả hai bên. Mưu đồ vẽ lại đường biên giới của Bắc Kinh sẽ bị thế giới đem ra thảo luận. Mặt khác, huyện Vị Xuyên tuy là một nơi hẻo lánh ở biên giới phía Bắc của nước ta, chỉ với một đường độc đạo, ít giao lưu với quốc tế, nhưng nơi đây lại có địa hình hiểm trở khi phần lớn là núi đá, gồm nhiều điểm cao từ biên giới thấp dần vào nội địa Việt Nam.
Điều này mang lại lợi thế lớn cho phía Trung Quốc do vùng núi cao nguyên rộng, thuận lợi cho việc phòng thủ lẫn triển khai đội hình lớn để tấn công xuống các vùng đồng bằng phía Việt Nam. Ngược lại, phía Việt Nam thì sẽ gặp bất lợi trong việc phòng ngự nếu bị tấn công, buộc phải duy trì một đội hình lớn để cản quân Trung Quốc. Chưa kể khi phản công thì phải đánh từ dưới lên. Công tác phân công công việc vận chuyển, chi viện các mặt từ phía sau lên mặt trận vì thế mà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phía Trung Quốc dự định rằng nếu chiếm thành công Vị Xuyên, sau đó là toàn bộ địa phận Hà Giang thì sẽ có nhiều cơ hội để lấn sâu hơn vào lãnh thổ nước ta. Việc vẽ lại biên giới tại một khu vực hẻo lánh như này là không khó, thậm chí còn từ đó mà thu hút được nhiều binh lực của Việt Nam lên phòng thủ tuyến biên giới, gây áp lực về quân số lên cuộc truy quét Khmer Đỏ tại Campuchia, cũng như tác động tới công cuộc tái thiết kinh tế, làm cho Việt Nam suy yếu lâu dài sau này. Kể từ sau ngày 18 tháng 3 năm 1919, khu vực Vị Xuyên cũng vì vậy mà hơn gần chục năm ròng chưa khi nào nơi đây thôi tiếng đạn, pháo, súng cối từ bên kia biên giới bắn sang. Từ một địa bàn được xác định là thứ yếu, Vị Xuyên nhanh chóng trở thành điểm nóng, một mặt trận trọng điểm trong chính sách gặm nhấm biên giới Việt Nam của quân Trung Quốc khi đó. Thời điểm tấn công, Trung Quốc cũng đã thay đổi lối đánh của mình, không tấn công trên diện rộng mà tập trung tấn công lấn chiếm chủ yếu ở một dải đồi ở khu vực biên giới huyện Vị Xuyên. Với một chính diện khoảng 20 km, sâu khoảng 10 km, mục tiêu là lấn tới mặt bắc suối Thanh Thủy để vẽ lại đường biên giới sâu vào đất Việt Nam khoảng 5 km. Quân Trung Quốc phát động cuộc tấn công vào ngày 28 tháng 4 năm 1984. Lần này, do đã có kinh nghiệm ít nhiều khi giao tranh với Việt Nam, nên Trung Quốc có sự chuẩn bị rất kỹ. Trong đó, họ đã cho làm đường để xe chạy đến sát tận một số chốt, điểm cao và trận địa ở sát biên giới hai nước trên lãnh thổ Trung Quốc, đặc biệt tập trung chủ yếu ở ngay hướng vào mặt trận Vị Xuyên. Việc vận tải lương thực, quân số, khí giới vì vậy đều trở nên rất dễ dàng. Tiếp đó, Trung Quốc còn lên kế hoạch lần lượt huy động nhiều đơn vị, tổng số khoảng 50 vạn quân, từ 8 trong 10 đại quân khu với hơn 20 sư đoàn bộ binh, 171 trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh, 3 sư đoàn pháo binh và các đơn vị pháo binh của các sư đoàn bộ binh, tổng cộng hơn 400 khẩu pháo lớn các loại, trên 1.000 xe cơ giới phục vụ cho chiến đấu, tiến công toàn diện vào Vị Xuyên từ năm 1984 đến năm 1989. Khi bắt đầu tấn công, Trung Quốc vừa dùng máy bay, thám báo, biệt kích luồn sâu sang đất Việt nắm tình hình, vừa kết hợp bắn cấp tập pháo cối, chế áp các điểm cao, trục đường giao thông và triển khai lực lượng bộ binh tấn công lấn chiếm đất ta. Cách đánh của chúng không theo quy luật, không kể ngày đêm, tập trung mật độ lớn với mức độ hủy diệt vào những khu vực trọng điểm như đồi đài, cố ích, cao điểm 685, cốt ép, khu 4 hầm. Số lượng đạn, pháo cối địch sử dụng trung bình mỗi ngày từ 10.000 đến 20.000 quả. Nhờ có sự chuẩn bị tốt nên cuộc tấn công của Trung Quốc cũng vì thế mà đã diễn ra khá thuận lợi. Từ ngày phát động cuộc chiến 28 tháng 4 năm 1984 đến ngày 15 tháng 5 năm 1984, quân Trung Quốc đã thành công chiếm giữ được nhiều điểm đồi quan trọng của phía ta, đặc biệt là việc chiếm được ấp Na La và các cao điểm 226, 685 và 468. Từ đó giúp đối phương tạo nên một vùng lồi kéo dài khoảng 2,5 km hướng về phía Việt Nam. Vị trí này được bảo vệ bởi vách đá dựng đứng, có rừng bao phủ và một dòng suối Thanh Thủy ở phía nam, chỉ có thể tiếp cận được bằng cách băng qua khoảng đất trống thung lũng ở phía đông sông Lô. Cũng vì vậy, đối với Trung Quốc, nó rất thuận lợi cho phòng ngự. Còn với Việt Nam, nó tạo thành mối đe dọa thường trực cho vùng trung tâm thị xã Hà Giang. Cũng trong ngày 15 tháng 5 năm 1984, các cao điểm quan trọng khác như 1030, 1509, 1250, 772, 300-400, 233 cũng lần lượt thất thủ và nằm dưới quyền kiểm soát của quân Trung Quốc. Trong đó, hai cao điểm 1509 và 1250, hai còn được Trung Quốc gọi là Lão Sơn và Giả Âm Sơn, có một vị trí vô cùng chiến lược. Điểm cao 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là vị trí có khả năng khống chế khu vực bờ bắc suối Thanh Thủy cho đến cửa khẩu Thanh Thủy phía đông sông Lô. Điểm cao 1509 với cao độ 1422,2m so với mực nước biển là một vị trí chiến lược quan trọng cho việc bố trí quân lực trong suốt lịch sử vệ quốc của người Việt Nam. Do từ đây có thể giám sát con đường huyết mạch nối từ Hà Giang của Việt Nam sang Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 1984,
quân đội Trung Quốc bắt đầu pháo kích đại quy mô vào điểm cao 1509 của Việt Nam, mở đầu cho trận giao tranh tại khu vực này. Cuộc pháo kích kéo dài 26 ngày cho đến ngày 27 tháng 4 năm 1984. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa chiếm được địa bàn này của phía Việt Nam. Phải đến ngày 28 tháng 4, qua thông tin tình báo mới biết được phía Việt Nam đang chuẩn bị thay quân tại điểm cao 1509. Và nhân cơ hội vào lúc quân số của phía Việt Nam đồn trú ít nhất ở căn cứ 1509, thì sư đoàn 40 và sư đoàn 49 thuộc quân khu 14, quân khu Côn Minh mới được lệnh bắt đầu tấn công. Mặc dù với số quân áp đảo là hai sư đoàn, nhưng trước sự thiện chiến và quả cảm của lực lượng nhỏ quân đội Việt Nam còn đóng tại đó, phía Trung Quốc vẫn phải chịu nhiều tổn thất nặng nề. Phải sau thêm 18 ngày chiến đấu nữa, quân đội Trung Quốc mới chiếm lĩnh được một phần của Lão Sơn và Giả Âm Sơn, tức hai điểm cao 1509 và 1250 vào ngày 15 tháng 5 năm 1984. Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 1984, quân đội Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt tái chiếm lại điểm cao 1509. Trong các đợt giao tranh này, hai đại đội phía Trung Quốc có nhiệm vụ tử thủ căn cứ trên cao điểm đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Phía Việt Nam tạm thời chiếm lại Lão Sơn. Rút kinh nghiệm, phía Trung Quốc sau đó cho sử dụng hỏa tiễn để đối kháng và sau đó dùng bộ binh tái chiếm căn cứ. Đổi lại, quân đội Việt Nam dùng súng cối và vũ khí hạng nhẹ, lưỡi lê với cách đánh cận chiến, cảm tử, bám sát vào quân đội Trung Quốc để đánh nhằm giảm nguy cơ thương vong vì hỏa tiễn đã gây thương vong khủng khiếp cho cả lực lượng hai bên. Tuy nhiên, trước sự áp đảo về lực lượng và vũ khí của Trung Quốc, phía Việt Nam đã chịu thất bại trong nỗ lực phòng thủ căn cứ. Sau trận giao tranh này, Trung Quốc lại tái chiếm được cao điểm 1509. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn tiếp tục giằng co sau đó và liên tục được đổi chủ. Đỉnh điểm giao tranh tại điểm cao 1509 là vào ngày 14 tháng 7 năm 1984, được khởi động bằng một trận đánh cảm tử sáp lá cà của các binh sĩ Việt Nam. Trong cuộc chiến này, do bị mất ưu thế về địa hình, nên phía Việt Nam đã phải dùng đến chiến thuật tấn công bằng biển người. Với sĩ khí của quân đội Việt Nam lúc đó thì quyết tâm thu hồi lại lãnh thổ trong trận chiến này rất cao. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hàng ngàn binh sĩ phải hy sinh. Phía Trung Quốc đã phản công bằng pháo binh và hỏa lực mạnh để tử thủ khu vực mới chiếm được. Hàng ngàn người lính Việt Nam đã ngã gục xuống ngay tại chiến trường. Sau trận chiến này, quân đội Việt Nam đã bị tổn thất nặng và thất bại, cũng như không thể tổ chức thêm trận tiến công quy mô lớn nào nữa ở mặt trận Vị Xuyên, mà chỉ sử dụng chiến thuật lấn dũi, vây ép để tạo thế trận ngăn chặn đối phương tràn xuống các vùng đồng bằng và từng bước giành lại một vài điểm chốt nhỏ. Điểm cao 1509 và 1250 thuộc lãnh thổ Việt Nam cũng vì vậy bị Trung Quốc chiếm giữ từ đó. Sau hiệp định hoạch định biên giới Việt Trung thì hai vùng núi này chính thức trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc còn đã xây nghĩa trang quân đội trên đó và họ chủ trương khu vực nghĩa trang là khu vực bất khả xâm phạm. Theo công bố chính thức của Việt Nam, vào tháng 6, phía ta đã tiêu diệt được một trung đoàn và 8 tiểu đoàn quân Trung Quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 5.500 quân Trung Quốc. Từ tháng 8, Việt Nam tuyên bố nâng tổng số quân Trung Quốc bị loại ra khỏi vòng chiến đấu lên đến 7.500 quân trong vòng 4 tháng. Đổi lại, Trung Quốc tuyên bố loại khỏi vòng chiến khoảng 2.000 quân Việt Nam. Còn về phía mình, Trung Quốc có 939 lính và 64 dân công chết trong vòng 5 tuần của chiến dịch tiến công Lão Sơn. Cũng theo phía Trung Quốc, đã có thêm khoảng từ 1.080 đến 3.000 quân Việt Nam tử trận sau trận đánh ngày 12 tháng 7. Phía Việt Nam xác nhận trong ngày này, sư đoàn 356 của họ đã có gần 600 binh sĩ thiệt mạng. Ngoài ra, còn có 820 binh sĩ Việt Nam khác bị thương trong đợt xung đột này. Thực tế, sau chiếm được các điểm cao chiến lược tại Vị Xuyên, quân Trung Quốc cũng không thể tiếp tục triển khai thêm lực lượng để tiến sâu vào nội địa Việt Nam nữa. Một phần do phía Việt Nam chống trả quá ác liệt, gây thương vong vô số. Mặt khác, từ trận đánh này cũng lộ ra một điểm yếu của quân đội Trung Quốc, đó là công tác hậu cần, vận tải của quân đội không có khả năng không vận để phục vụ cho việc tác chiến. Ví dụ, để phục vụ cho cuộc chiến, họ phải huy động cả xe của dân sự để tải đạn dược và cả thương binh. Một lý do khác nữa là bản thân phía Trung Quốc cũng rất sợ chiến tranh lan rộng và bùng phát trở lại sẽ ảnh hưởng đến chương trình 4 hiện đại hóa của họ. Do đó, sau khi chiếm được một số cao điểm tại Vị Xuyên, Trung Quốc đã chuyển sang chiến lược cố thủ và gây áp lực lên Việt Nam bằng cách pháo kích và đe dọa. Pháo kích Trung Quốc đã nã pháo liên tục vào lãnh thổ Việt Nam.
Hành động này là nhằm phản đối cuộc truy quét Khmer Đỏ tại Campuchia. Ác liệt nhất, có đợt chỉ trong 3 ngày, Trung Quốc đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên, về đến thị xã Hà Giang. Cả 5 năm, Trung Quốc đã bắn vào mặt trận Vị Xuyên hơn 1,8 triệu viên đạn bác. Vì sự khiêu khích không ngừng nghỉ của Trung Quốc mà cuộc chiến tại Vị Xuyên đã leo thang căng thẳng lên một nấc thang mới. Tháng 5 năm 1985, hai bên nổ ra giao tranh, quy mô và tính chất khốc liệt lớn hơn gấp nhiều lần so với năm 1984. Trong đó, nhiều trận đánh giành giữ đất của quân và dân ta diễn ra vô cùng quyết liệt trên các cao điểm 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cô Ích. Phía ta đã tiêu diệt và làm bị thương hàng vạn quân Trung Quốc, buộc chúng phải rút quân về bên kia biên giới. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh này, phía ta đo lại có ngọn núi bị đánh bạt đi hơn 3 mét, ác liệt đến mức mà anh em lính chiến gọi đó là lò vôi thế kỷ. Cũng từ năm 1985 trở đi, Vị Xuyên liên tục được gọi với nhiều cái tên mới như Đồi Thịt Băm, Thùng Lũng Gọi Hồn, Lò Vôi Thế Kỷ, Ngã Ba Cửa Tử. Tất cả đều cho thấy một cuộc chiến ác liệt nhất đã nổ ra trong năm 1985. Xin kính chào quý vị khán giả. Sau những trận chiến giằng co ác liệt với Việt Nam tại biên giới Việt Trung trong năm 1984, thì tới cuối mùa khô năm 1984, đầu năm 1985, khi biết tin Việt Nam huy động khoảng 60.000 quân cho chiến dịch tấn công quyết định nhằm triệt hạ các căn cứ của Khmer Đỏ tại các trại tị nạn trên lãnh thổ Thái Lan, Trung Quốc liền ồ ạt đưa lực lượng pháo binh lên các điểm cao mới chiếm được tại biên giới hai nước để uy hiếp chiến dịch của quân đội Việt Nam tại Campuchia. Đợt tấn công mới này của Trung Quốc sau đó đã trở thành một cuộc pháo kích kéo dài, dài dẳng nhất từ trước đến nay. Tiếng pháo liên tục vang dội khắp một vùng núi rừng từ những tháng cuối năm 1984, liên tiếp ngày này qua ngày khác. Việt Nam cũng huy động hỏa lực lớn, giao tranh quyết liệt để đáp trả các đợt pháo kích của Trung Quốc. Trong đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu là giành giật lại từng cao điểm và các điểm đồi quan trọng như Bình Độ 300-400. Nếu không thành công, các lực lượng sẽ rút lui tiếp tục tạo một hàng rào phòng thủ ngăn bước tiến quân Trung Quốc tiến sâu vào nội địa Việt Nam. Sau khi rút kinh nghiệm từ các trận thất bại trong chiến dịch MB84 ngày 12 tháng 7 năm 1984, Bộ Chỉ huy Quân sự của Quân khu 2 quyết định chuyển sang đánh lấn dũi, tức là đào hào. Tất cả các tuyến đường từ hậu cứ đi vào mặt trận đều đi dưới giao thông hào. Anh em bộ đội năm ấy gọi là đường hào mùa xuân, nhằm để tránh tối đa thương vong do pháo kích của Trung Quốc. Để xây dựng tuyến đường hào này, tỉnh Hà Giang đã phải huy động gần 12.000 dân công cùng 20.000 dân quân miền xuôi tham gia đào đắp hàng vạn mét hào, đường giao thông, chi viện lương thực, thực phẩm để xây dựng phòng tuyến. Tháng 10 năm 1984, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Đan, Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên, Trung đoàn 153 đánh lấn dũi trong vòng hơn 3 tháng, cuối cùng tái chiếm và giữ vững được cao điểm 685. Chiến thuật lấn dũi này cho thấy mức độ hiệu quả cao khi những người lính Việt Nam vừa có thể phòng ngự vừa tấn công, từ đó chiếm lại được nhiều cao điểm quan trọng. Sau những ngày giáp Tết năm 1985, địch quay lại ác liệt, nã pháo và xua quân vào tiến đánh hòng chiếm lại cao điểm 685. Điểm cao 685 và Bình Độ 300-400 của mặt trận Vị Xuyên vì thế bắt đầu trở nên khốc liệt. Ngày 15 tháng 1 năm 1985, quân đội Việt Nam cũng đồng loạt đánh vào các cao điểm quân Trung Quốc đang chú đóng, trong đó có các Bình Độ 300-400. Đây là những ngày vô cùng khốc liệt, do mỗi ngày có gần 20.000 quả đạn pháo cối nổ. Có cao điểm như 685 sau các trận đánh đã bị bạt đi hơn 2 mét. Trong cuộc chiến giành lại cao điểm 685 ấy, giữa ta và địch chỉ có những khoảng cách chỉ bằng một tầm lựu đạn. Trên núi đá thì không đào được hầm, hầm chỉ dẫn vào được mặt trận, nhưng khi lên đến các điểm đồi thì bộ đội Việt Nam với quân Trung Quốc chỉ có thể ở cái thế cai răng lược. Nếu ta ở một hốc này thì địch sẽ ở một cái hốc khác. Hai bên cứ thế mà giằng co nhau. Đặc biệt, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Ngô Ngọc Khiêm trong buổi họp báo ở Singapore ngày 29 tháng 1 năm 1985, thì kể từ đầu năm 1985, Trung Quốc đã điều thêm 8 sư đoàn bộ binh cùng gần 20 sư đoàn tại chỗ áp sát biên giới Việt Trung, đồng thời triển khai hơn 650 máy bay chiến đấu ném bom các sân bay gần biên giới. Phía Trung Quốc nhiều lần dùng máy bay, thám báo, biệt kích luồn sâu sang đất Việt Nam nắm tình hình, vừa kết hợp bắn cấp tập pháo cối, chế áp các điểm cao,
trục đường giao thông, vừa triển khai lực lượng bộ binh tấn công lấn chiếm đất Tả. Giới chỉ huy Trung Quốc luôn thích đánh theo kiểu đem đạn pháo và thuốc nổ lên bàn cân để tính toán xem mỗi lần đổ khoảng bao nhiêu tấn đạn pháo xuống trận địa đối phương là đủ. Đây là cách đánh của kẻ nhà giàu, không tiếc tiền, tiếc của. Chẳng cần biết có hiệu quả hay không, có làm tiêu hao quân số của đối phương được nhiều hay không, chỉ cần chút đủ số đạn pháo theo yêu cầu xuống lãnh thổ bên kia là được. Phía Việt Nam đã không lường được việc này, nên thiệt hại nhận về là rất lớn. Do cao điểm 1509 mà Trung Quốc chiếm được có địa hình rất lý tưởng, nên khi đạn pháo dội xuống các vị trí ẩn nấp của bộ đội Việt Nam, thương vong mà nó gây ra là rất khó tránh khỏi. Có đợt tiếng pháo bất ngờ xé gió tới gần, các chiến sĩ Việt Nam chỉ biết chia nhau mà chạy ẩn nấp. Đạn pháo rơi thẳng xuống một ngọn đồi, mảnh đạn găm thẳng vào thân cây. Nhiều chiến sĩ Việt Nam may mắn thoát được, nhưng cũng có người thì phải nằm lại chiến trường. Nguy hiểm là thế, nhưng bộ đội Việt Nam vẫn bám đá, bám đồi mà chiến đấu. Đạn pháo của Trung Quốc thực sự rất dữ dội. Một vách núi, một thung lũng không rộng lớn lắm mà chúng chốt xuống hàng trăm ngàn quả đạn pháo như đổ đất, đổ đá, xuống hố, thì không có cách nào chống đỡ được. Sở dĩ gọi Vị Xuyên là lò vôi thế kỷ bởi pháo kích của địch nhả đạn như pháo hoa suốt ngày đêm. Những quả đồi, ngọn núi vốn là rừng già, màu xanh cây cỏ ngăn ngặt đã bị đạn pháo thiêu rụi, trơ ra còn toàn đá. Đạn pháo găm vào đá khiến đá cả những dãy núi vỡ ra trắng xóa, nhìn từ xa không khác gì lò nung vôi. Sau 2 tháng liên tục chiến đấu, từ cuối tháng 10 năm 1984 đến tháng 1 năm 1985, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị của ta đã chiếm lại một số chốt, hình thành thế phòng ngự xen kẽ, bám sát, ngăn chặn địch ở đồi Chuối, đồi Cô X, đồi Đài, A4, A21, khu Cót F, khu C và một phần khu E của điểm cao 685. Có những nơi chỉ cách địch từ 15 đến 20 mét, cá biệt có nơi từ 6 đến 8 mét ở chốt 4 hầm. Thượng tá Nguyễn Tiến Độ, hiện là Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Giang, từng là lính trinh sát trong chiến tranh biên giới, kể lại rằng ở chốt 4 hầm, ta chiếm các hang động phía dưới, Trung Quốc chiếm hang phía trên, hai bên chỉ cách nhau 6 đến 8 mét. Với cự ly như thế, chỉ cần ló đầu ra cửa hang sẽ mất mạng bởi súng bắn tỉa hoặc đạn pháo. Nhưng cũng có lúc hai bên từ chỗ đánh nhau chuyển sang thành bạn. Lính Trung Quốc buộc thịt hộp vào dây thả xuống tặng bộ đội ta. Mấy chiến sĩ ta thì rũa mảnh đạn thành nhẫn buộc vào dây tặng lại. Thực tế thì lính Trung Quốc không hề muốn tham gia cuộc chiến phi nghĩa này, nhưng họ buộc phải cầm súng xông lên để đấu với ta. Bởi sau lưng họ là họng pháo binh đe dọa, vì sự sống nên không thể không chiến đấu. Thực tế đây không khác gì một chiến dịch đánh sắp lá cả, chỉ khác duy nhất là địa hình ở các điểm đồi rừng núi. Bộ đội Việt Nam chỉ có cách duy nhất là áp sát quân Trung Quốc, xông lên tấn công, dù cho có phải chịu thương vong đi nữa. Bởi chỉ có như vậy thì mới tạo được một lá chắn sống áp sát với đối phương, từ đó làm tiêu hao được số lượng quân Trung Quốc, không để chúng có thời gian củng cố lực lượng mà tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Việt Nam. Và điều khó tránh khỏi khi triển khai chiến dịch này đó là sự hy sinh. Vì nếu không như vậy thì đường biên giới Việt Trung ngày nay có lẽ đã khác. Và thực tế cho thấy là khi bộ đội Việt Nam nã súng rất ác liệt vào quân Trung Quốc, nhưng quân Trung Quốc vẫn lì đòn xông lên, quyết rằng co với ta để giành giật từng thước đất, từng mỏm đá. Ở các chốt ở bốn hầm, đồi Cô X hay điểm tựa 685, hai bên đã liên tục thay nhau phản kích, giành đi giật lại tới hơn 30 đến 40 lần. Mặc dù thương vong nhiều, song các chiến sĩ vẫn không chùn bước, không rút lui mà chuyển sang triển khai thế trận phòng ngự, tiếp tục tiến gần tới các chốt quân Trung Quốc. Có nơi hai bên chỉ cách nhau vài chục mét. Cũng trong khoảng thời gian này, công tác hậu cần gặp nhiều khó khăn. Do pháo kích liên tục nên bộ đội phải chịu đựng khổ cực, thiếu thốn. Mỗi ngày, một chiến sĩ chỉ được phát cho 3 nắm cơm với cá khô và muối rang. Đội hình 3 người thì được cấp một can nước 5 lít dùng cho mọi sinh hoạt. Cuộc sống của người lính trên điểm cao cứ thế mà tiếp diễn, bắn trả địch tới hơi thở cuối cùng của mình để giành lại những phần lãnh thổ linh thiêng cho Tổ quốc. Thấy rõ sự ngoan cường và chiến lược thông minh của phía Việt Nam, nên bắt đầu từ tháng 5 năm 1985, Trung Quốc đã sử dụng nhiều thủ thuật tàn độc hơn để triệt hạ sĩ khí của quân ta. Trong đó có việc cho thả mìn nhựa và các con sông chảy xuống Việt Nam. Cuối năm 1986, Việt Nam đã ghi nhận 100 vụ nổ mìn ở nhiều tỉnh khác nhau, làm 30 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Ngoài ra, chỉ riêng trong ngày 31 tháng 5 năm 1985,
quân Trung Quốc đã nã gần 50.000 quả đạn pháo trong 25 giờ liền. Con lộ số 2 Hữu Nghị dài 22 cây số lành lặn chạy ra cửa khẩu Thanh Thủy ngày nào đã bị pháo băm vằm cho loang lổ. Nhiều tài liệu của Việt Nam cho biết hơn 1 triệu quả đạn súng cối đã được bắn vào một khu vực rộng 10 km2 của huyện Vị Xuyên trong năm 1985. 100 quả đồi chiến lược như 233, 300, 400, 468, 500, 673, 685, 812, 900, 1100, 1509, đồi quan sát và đồi của ích, nhất là quanh khu vực giao lộ Thanh Thủy, đã trở thành mục tiêu của liên tiếp các vụ bắn phá và tấn công bằng bộ binh. Ngày 30 tháng 5 năm 1985, sau khi bổ sung thêm quân, Trung Quốc tiếp tục mở một đợt tiến công lớn vào các điểm tựa của ta ở đồi Đài, đồi Cố Ích, bình độ 1100 ở phía tây sông Lô, nhưng không thành công. Ngay sau đó, ngày 31 tháng 5 năm 1985, quân ta bất ngờ tổ chức đánh chiếm và chốt giữ lại điểm tựa A6B từ tay quân Trung Quốc. Liên tục từ ngày 31 tháng 5 đến 16 tháng 6 năm 1985, quân Trung Quốc đã sử dụng pháo binh bắn phá bất kể ngày đêm nhằm giành lại quyền kiểm soát điểm cao A6B, một vị trí lợi hại mà cả hai phía đều muốn có được. Tuy nhiên, phía Việt Nam sau đó đã đánh bại 21 đợt phản kích của địch trong 13 ngày, giữ vững vị trí này cho đến khi chiến tranh kết thúc. Từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 1985, Trung Quốc mở một đợt tấn công vào các điểm tựa của ta từ phía đông sông Lô gồm đồi Tròn, lũng 840, Pa Hán đến phía tây sông Lô gồm đồi Cố Ích, bình độ 1100. Trừ Pa Hán bị chiếm và ta phản kích lấy lại sau một ngày, các trận địa khác đều được giữ vững. Bất chấp sự tàn phá hủy diệt của bom đạn, các lực lượng của ta bám trụ tại đây vẫn bình tĩnh chống trả, bẻ gãy hết đợt tiến công này đến đợt tấn công khác, giữ vững trận địa. Kể cả trong năm 1986, khi chiến sự tại mặt trận Vị Xuyên vẫn không hề thuyên giảm, có ngày mảnh đất Vị Xuyên phải hứng chịu gần 50.000 quả đạn pháo từ bên kia biên giới dội sàng. Vụ bắn phá lớn nhất xảy ra tháng 1 năm 1987, khi trong một ngày, pháo binh Trung Quốc bắn tới 60.000 quả pháo xuống Vị Xuyên. Trong năm 1986, địch cũng mở tới 7 đợt tiến công vào đồi Đài và đồi Cố Ích, song mọi nỗ lực đều không thể chọc thủng được hàng rào phòng ngự của phía Việt Nam. Để đến khi bước sang năm 1987 trở đi, quân Trung Quốc mới chịu tạm ngừng các cuộc tiến công lấn chiếm. Đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam trong buổi phát ngày cuối năm 1985 đã điểm lại các sự kiện trong năm đó, nhấn mạnh vấn đề như thế này với toàn dân, rằng Trung Quốc đang tiếp tục một cuộc chiến tranh chiếm đất ở biên giới và chống Việt Nam một cách tàn bạo, đặc biệt là khu vực biên giới của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên. Có thể nói, chưa bao giờ ngừng tiếng pháo cối của Trung Quốc tại đây kể từ năm 1984. Các cuộc nã pháo tàn bạo nhất và các cuộc chiến tác chiến mới nhất đã được sử dụng trong việc chiếm các quả đồi của chúng ta. Vị Xuyên là chứng tích lịch sử chứng minh cho bản chất làm chính trị của giới lãnh đạo Trung Quốc. Họ luôn luôn không bao giờ muốn thấy một Việt Nam phát triển và độc lập, luôn luôn muốn tạo một sợi xích trói dân tộc ta dưới sự kiểm soát của họ. Xưa là 1.000 năm Bắc thuộc cùng vô số những trận xâm lăng và đồng hóa xuyên suốt lịch sử, thì nay là dùng quân bài Campuchia nhằm kẹp chặt Việt Nam ở cả hai đầu. Dã tâm đó, âm mưu đó không bao giờ thay đổi, kể cả khi Trung Quốc được dẫn dắt bởi một chế độ quân chủ chuyên chế hay đi theo đường lối cấp tiến xã hội chủ nghĩa.